Tiến Linh. Mở bóng tương đối hợp lý. Văn Đô. Cú thả bóng. Nhật Mạnh Dũng. Cú đẩy người chạm bóng cuối cùng là Tiến Linh. Nhưng trước đó thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đều đã chơi có thể nói là chính xác. Tiến Linh là người mở đầu cho pha tấn công vừa rồi với đường mở bóng bên phía cánh trái. Lê Văn Đô thoát đi và thả quả bóng có thể nói là vừa tầm cho Nhâm Mạnh Dũng, người vào sân từ ghế dự bị, tiếp tục tạo ra được sự khác biệt. Và khoảnh khắc quan trọng nhất thì Tiến Linh là người đã kết thúc chính xác để đem đến bàn mở điểm cho đội tuyển U23 Việt Nam. Điều mà chúng ta đã chờ đợi hơn một hiệp đấu cuối cùng cũng đã đến. Xứng đáng, rất xứng đáng thôi anh Tùng ạ. Với những gì chúng ta đã thể hiện trong hiệp 1 cũng như là hiệp 2 trận đấu này, chúng ta cầm nhiều bóng hơn, tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy sự khát khao của hàng công chúng ta trong những phút đầu tiên của hiệp 2 này. Tiến Linh chính là người mở màn cho pha bóng này. Nhưng chúng ta nhìn pha đi bóng và chuyền bóng của Lê Văn Đô và những sự thay đổi vị trí trên sân của huấn luyện viên Park Seo đã có phát huy tác dụng. Không có lỗi việt vị nào của Nhâm Mạnh Dũng trong tình huống này cả. Và chúng ta cùng xem ai là người chạm bóng cuối cùng. Tiến Linh là người chạm bóng cuối cùng chứ không phải là chân của hậu vệ Indonesia. Trận đấu vất vả như nhau. Dũng Quang Nho. Phan Tuấn Tài. Quả đá phạt. U23 Việt Nam đang được hưởng nhiều hơn thứ mà anh Tùng nói là thiếu ở hai hiệp đấu chính thức. Đó là chỉ số thống kê về những tình huống đá phạt cố định, những tình huống đá phạt góc ở trong hiệp phụ này. Bởi vì chúng ta đã đẩy đội hình lên cao hơn điều mà đáng lẽ ra trong phần lớn thời gian thi đấu của thi đấu chính thức chúng ta cần phải làm. Lực lượng của chúng ta vẫn không thể tràn xuống sâu hơn ở khu vực 1/3 sân của đối phương. Và khi mà chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ xuất hiện những tình huống kiểu như này, phạt góc cũng nhiều hơn và những tình huống phạt cố định nhiều hơn. Quả chạm bóng của Hùng Dũng. Đánh đầu! Đó là Tiến Linh! Đó thôi! Tiến Linh và đó là cả một sự giải tỏa. Tỷ số là 1-0 và bóng thắng vô cùng quan trọng cho U23 Việt Nam. Thứ mà chúng ta còn thiếu trong thời gian thi đấu chính thức. Đẩy đội hình lên cao, có thêm nhiều tình huống đá phạt. Mỗi một tình huống đá phạt đều là những tình huống nguy hiểm. Và bây giờ là một bàn thắng. Một bàn thắng quý hơn vàng ở hiệp phụ thứ hai. Lại là Tiến Linh, người đã mở đầu cho tài khoản bàn thắng của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay và cũng là người mang lại một lợi thế không thể bàn cãi vào lúc này. Quá cảm xúc, các cổ động viên của U23 Việt Nam đã phải chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, quá lâu, trong một trận đấu khó khăn nhất của U23 Việt Nam kể từ đầu giải. Ở những phút vừa rồi khi mà chúng ta đẩy những áp lực của trận đấu lên, có được nhiều hơn những tình huống cố định, ta đã tạo ra được một áp lực đủ để khiến cho sự mệt mỏi của các cầu thủ Malaysia bộc lộ thành những sai sót. Tôi vẫn cứ chờ đợi một tình huống kết thúc bởi một trung vệ cơ. Nhưng thực ra không quan trọng là ai cả, vấn đề là có một cầu thủ của chúng ta thực hiện bàn thắng. Và nếu là Tiến Linh, một tiền đạo mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi, thì đó cũng là một điều cực kỳ tuyệt vời. Một pha bóng mà rõ ràng là các trung vệ của U23 Malaysia đã mệt mỏi đến mức độ là họ không thể nhảy lên ở mức độ tốt nhất, và thủ môn của đối phương thì cũng không duy trì được cảm giác để có thể quản lý được không gian của mình. Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Khi mà tất cả đều đang phấn khích thì chỉ có một mình huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu là mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Ông tỏ ra bình thản và yêu cầu là các cầu thủ cũng như những công sự của mình cần phải giảm bớt đi cái sự hưng phấn, cần phải tập trung bởi thời gian vẫn còn. Trận chung kết của môn bóng đá nam SEA Games 31 còn cách đội tuyển U23 Việt Nam khoảng 8 phút nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.